Để cái gì? Cái cây sắc lệnh của ông cụ á. Ông nói cây chi? Cái cây sắc lệnh của ông cụ á. Cây gừng ông trồng á hả? Không phải, phải. Cây sắc lệnh hai cây. Cây sắc lệnh hả? Mà cây này cây của mẫu rồi. Thì ông có cái đâu rồi nhà. Mẫu nó đưa cái sắc lệnh cho luôn. Dạ chưa, con chưa thấy cây sắc lệnh đó. Có là cái sắc lệnh nó trị bệnh không biết bao nhiêu bệnh nào cũng hết. Hả? Để đâu? Để trong góc cột này nè. Ba chỗ đầu và nằm nằm mấy vết cặp mấy vết là cái đó của mẫu ban cho cụ cái đó của là ông chứ mà nhưng mà ông trình tổ thầy gì đó dạ. Tổ thầy chứng ông cho ta cái xác lệnh dạ dạ ông dạ. Cho ông cây dạ. Sao mà tới hai cái xác lệnh mà thấy rồi cũng vùng ra về lấy cho dạ cái xác lệnh này đó chụp cái hình nó trên thánh địa hoàng hậu ngày 18 tháng năm dạ. Rồi cái cô nó bồng con đó, rồi chú Nam đây nè, rồi chú Nam kia thì cái lằn đen ít nè. Rồi qua bên đây là lằn đen nhiều, với bọc ở sau đó. Đó. Yeah. Mẹ cũng thấy mà chụp hình mà có bộ cũng nhào vô lần mà đứng đó rồi thành ra mẫu cũng bọc luôn. Dạ, cây... cái cây sắc lệnh đó mẫu ban cho cụ để mình làm gì hả cụ? Cái sắc lệnh đó là không phép nào bằng hết trơn. Dạ. Trên nó trên hồi không đất trời mà hồi chừng có đất trời hồi tạo quá hồi không tạo quá đến giờ có là cái sắc lệnh của mẫu là không có phép nào hơn. Mà giờ mẫu nói để mẫu giữ các nói mẫu giữ các thì rồi mẫu nói đưa con cây nữa thì nó hồi cây đó của thượng đế mà không được thì tôi không phải không đưa nhưng mà rủi đụng chuyện rồi có tôi lủi tay không người làm sao dân số nó đến rồi lấy đâu mà chịu nổi với người ta chết rồi còn quỷ yêu tinh quái nó quậy rồi sao bởi vì cái câu nói trời mở cửa quỷ vương xuống thế nên ta mới ra tay cứu thế kéo chúng sanh bị khổ quá chừng đạo quỷ vương đi đứng nửa lừng thêm tên tuổi chúng sanh nó biết làm đủ cách xuống lên tha thiết mà tin cũng không thì cũng mặc tình chớ ta lắm công trình dạy dỗ nhớ thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó quậy hoài mà cũng không rúng động đặng ngày nên cố gắng phá đời mãi mãi nói tới đây là nhớ ông sư giải bán khoai lang sùng tớ nó đau ấy rồi đi kiếm thầy thuốc nào cũng hốt về uống không hết mà nó phải lan sùng đây chạy để nó thôi không để tôi ấy cũ về rửa nấu ăn đắng ngát mà nước cũng đang ngát đắng uống nước cũng đắng nhiều nào hết bệnh. Wow, dạ. Là có ông sư giải với ông cứu nội này là đi độ bệnh hồi mở đào Hòa Hảo đó là ông này nè với ông sư giải là đức thầy đi đâu biết. Đức thầy đi bán phải lan sùng đó phải không cụ? Ông sư giải là phải lan sùng còn ông này là Phật thầy Phật. Phật thầy. Phật thầy là thấu triệt trong bầu thế giới hiểu hết mới là bắt ổng phải chịu mang cái thân nhỏ mà tới chừng lớn là Phật về rồi em cha cũng kêu con bằng thầy mẹ cũng kêu con bằng thầy là thầy Phật thầy đó bằng giáo hoa hảo đó. Dạ. Yeah. Chừng đó đó đây thấy chưa cái này của ông trời nè. Ông cụ sẽ lấy cây sắc lệnh ra đi, cho cả nhà mình xem. Đem này đi nha, chị không biết bao nhiêu bệnh nào cũng hết trơn. Đây phải không cụ? Cái này phải cái không này, cụ? Cây của bà cụ. Cái này cây của cụ, còn cái này là cây của ông cụ. Đây là cây sắc lệnh nè cả nhà. Đây là cây sắc lệnh của ông cụ. Sắc lệnh của ông cụ đây. Cho con quay cảnh. Hình tượng đây có trơn mà tao bó không cho coi. Chứ cụ cho con hỏi đây này là cái gì ông cụ? Phép không đó. Phép của mẫu ban cho cụ hả? Phép của nó là chung kết của mấy ông ở trên nè. Phép đó là hội đồng. Bởi đi mà cầm mà xác định rồi thứ nào nó cũng sợ chết bàn mãi nữa luôn. Là cái xác lệnh đó là có quy lực lắm đó hả cụ? Cái xác lệnh của cụ thường hay nhắc là cái xác lệnh đó cả nhà. Thì vậy ông ấy thì đưa ra cho ông đưa ra. Ông này đi vô mà giờ thôi đưa ra đi cho hai ông cho bằng nhau vậy là làm sao nhưng mà đưa cái đầu cái mặt ra dạ cụ sao mà cụ bó bó cái dãy đỏ lại là để gì để chi hả cụ thầy cho
À là quấn quấn sẵn cái giấy đỏ trong đó. Là cái bầu linh dược nè. À bầu linh dược. Bầu đó là mấy chục năm rồi cậu ơi. Phép ta niệm ra câu câu phép của thầy này là vô cái bầu đó là mấy chục năm rồi mà. Bởi cái thứ nào nghịch trước ra đó là mẫu cho niệm cái câu chú hai người làm thầy chứ. Vậy hả hai bà con? Ở tu đó là dạ thưa bà. Là trị bệnh được hả bà cụ? Là hồi xưa bà cụ trị bệnh với ông cụ trị bệnh. Hồi đó tôi đành phải bị gì ở đây là 40 quy định cho ở đây để mà giữ con của mẫu. Già rồi nghỉ mới nghỉ mấy năm nay. Bây giờ sao họ không trị nữa bà cụ? Sao không trị bệnh nữa bà cụ? Không có thể giúp tôi đi thầy trên núi trên non đây lắm. Hồi còn trẻ như cô rồi nè. Dạ. Đi anh thầy dữ lắm. À là nhờ những cây sắc lĩnh này đó hả cậu, là mình lấy đó ha, mình trị bệnh đó ha. Hồi đó ổng của cái đó hai cây đó là của ổng à, còn tôi là sắc ấn không ông. À dạ. Tôi là sắc ấn. Sắc ấn là ý nghĩa gì hả bà cụ? Sắc ấn là ý nghĩa gì bà cụ? Ông chú là thăng người cái thầy đi tà thăng thầy ông tổ đó. Rồi vô đó bếp giết vô rồi đổ thầy chứng vô bệnh nào cũng rồi làm thầy đó cứ bằng hỏi sao tối ngày gần nãy giờ rồi coi kiểu bệnh ra sao rồi ngày nào như ngày nay ông làm á. Bây giờ trong mình nó nghe nó khỏe nhẹ hơn hồi không đau nhiều lắm mà ai cũng nói vậy ta nói vậy sao. Hồi đó ổng cũng mừng thầy, hai người thầy hết. Dạ. Sao rồi, bây giờ lớn tuổi thì nghỉ rồi ha ha. Chỉ mạnh cái nó hết. Rồi. Dạ. Rồi cô cậu kia em bệnh vậy đó. Dạ. Dạ. Rồi họ lại gần tối ngày gần vậy. Dạ. Có bữa thì tầm đêm cũng lợi. Còn mình tới 8-9 giờ vậy đó. Rồi 9 giờ nghỉ. Dạ. Hồi đó mình thầy vui lắm cô ơi. Dạ. Mình thầy dữ dằn lắm. Cái hai cái nó còn đang nghiên cứu rồi tận đây ông thầy sắp tới rồi siết luôn rồi ông thầy trên núi ông cũng già vậy vậy ông mạng lâu lắm rồi đó mình còn trẻ mà bây giờ mình già cỡ này rồi cho ở đây lên tiếng thì không ai dám động nghĩ vậy đó chứ không có gì hết. Dạ vậy là cái cây sắc lĩnh này là ngày xưa là ông cụ trị bệnh cho bà con trị bệnh hết bệnh gì nào cũng hết. Dạ. Còn cái xác định của mẫu đó là còn thượng phẩm chi đời nữa mà mẫu đó thôi để mẫu cắt cho của mẫu. Thì mẫu nói thôi đưa cái này rồi luôn cho mẫu nói thôi của thượng đế thôi để cho thượng đế mẫu rồi. Không sợ mất đằng gì đâu. Có về nào có lực bản chịu mặt trời cho tới mà mình có thì lấy. À vậy đó hả? Con này là thôi đưa hết cho mẫu rồi. Dạ bây giờ rồi cái cây xác lệnh này ông cụ còn trị bệnh cho bà con được không? Được chứ. Được luôn hả cụ? Quá ta nói về đây rồi giờ không có ngành nào dám hết. Dạ dạ rồi bà cụ để xuống đi để sao ông cụ cầm hồi mỏi tay không ông cụ? Ta nói trong miệng ta nói sao nhỏ nhỏ vậy mấy ông xuống ba lúc nào mà lợi quậy rồi ha mấy ông xuống bắt láng hết trơn. Dạ. Đâu có còn dám động đâu con. Về tới đây là cũng như về tới mẫu rồi mà động sẽ được. Dạ. Cùng làm thầy mà làm thầy sắc lắm bằng thầy tôi bằng rần người ta. Dạ cô ơi cho hỏi cái quả bầu này với lại phép này là nó có công dụng như thế nào cơ? Có chứ. Phép đó là trị đủ ngành, phép nào cũng trị được hết. Phép bạn mà. Nếu mà ai có phép gì mà làm bậy thì phép đó trị. Còn cái trái bầu đó là niệm câu thần chú là thâu hết láng luôn. Yeah. Bây giờ đó là nói cây với cho thấy đó vậy cái trái bầu này hãy nó vô nhiều cái bộ nó một bự lớn dồn vô hết trơn. Dạ có nghĩa là cái trái bầu khi mà mở miệng có cái quả bầu này ra thì thâu tất cả những gì vô quả bầu này. Thâu cái thứ mà là phải là thâu hết vô. Dạ. Bởi cho trái bầu này cho mình coi là chỗ gì nó cắn mình cắn cái đầu. Cho biết vậy thôi. Còn cái kia là ta thâu vô nhiều chừng nào cái trái bầu còn lớn rồi nữa. Vô thâu vô hết trơn có đâu mà đi quậy. Rồi nói quậy thật chết chứ đâu dám đâu còn trẻ với phải khôn là nấy bằng thầy thì bằng rần nói ỷ đông nhau vô không có được ăn cơm mà yên. Còn tối hả 9-10 giờ mới được rảnh. Quả bầu này giống như mà trong phim Tài Thiên vậy hả cụ? Mở giống như hồ lô vậy phải không cụ?
Trời thiên nó học bãi mê. Ủa, thì mà hết chỗ nó cắn rồi, nó cắn nó ăn có đứt cái chân. Giờ đi thầy, thầy giờ, giờ cho nó là quá chuột. Sao rồi ông trời cũng ngán mà ngành nào cũng sợ. Hết sợ biết ông trời. Bao nhiêu binh tướng mà bắt là ông trời thiên không được. Để đại đó đi cậu ơi. Có hình điều hết trơn mà quấn này là không cho thấy nữa. Hình của ông bự không cho thấy. Quấn rồi. Dạ vậy là cậu quấn lại là chứ không phải là tự nhiên quấn hả cậu? Ừ. Có hình hết trơn. Quấn lại tấm vải đỏ. Hình bên đây hình bên kia có dài đó. Ý nghĩa mình quấn tấm vải đỏ là sao hả ông cụ? Hả? Mình quấn tấm vải đỏ ý nghĩa là sao hả cụ? À, quấn không cho thấy. Không cho thấy gõ cây sắc lệnh ha. Cho ông bự không đó. À, dạ. Ông bự hình của ông bự không ở trong cái cây đó. À, dạ. Thì cái phần căn đó, phần căn của ông á. Dạ, vậy là thằng giải quấn đó. Kiến là sao đó, thì ông làm vậy đó. Phần căn của ông á, cái phần độ ông bự bên đây. Kiến ông làm sao, quấn làm sao vậy đó ông quấn. Bự không. Mà ông nào cũng hết nhiệm màu là dữ dằn. Bởi vì cây sắc lệnh này trị đủ ngành nó phép giờ phép nào mà sát vô thì tiêu hết. Dạ. Có sức nào còn. Dạ lúc trước là cụ có sử dụng cây sắc lệnh này nhưng mà thời gian gần đây là cụ rồi, không có sử dụng. Rồi chú Hậu Bạch chở đi tới Tà Thấm Tây Ninh trận đó. Rồi sau sau đi về Gò Tháp cũng giúp con trận bệnh rồi tụi nó mới ông này ông Phật hết hết sách cái kéo ra rồi nó mới là Phật. Bị ông này bị ông chết đó là cái đức cụ chết lắm rồi mới bầu nè ông ơi. Dạ ông cụ cây sắc lệnh của anh trần đức luôn hả trần á. Cây sắc lệnh này của ông cụ mẫu ban cho cụ bao lâu rồi cụ? Lâu à. Hồi lúc đó là lúc đường đi chuyển đi dữ lắm rồi mấy rồi là có cái vụ này mà ông ban bố luôn cho rồi để mà đi chịu một trận đi tới đi đi có ai đâu dám động ừ, đó, mình nói đi đâu đi không có ai động gần gần tối ngày dám gần sát gần, vô là chết đêm cũng thức thức có bữa có khuya vui lắm. Dạ vậy là ngày xưa là ông cụ bà cụ trị bệnh. Dạ giờ giờ lớn tuổi hết làm rồi bà cuốn làm sao mà cho nó gọn lại dây ăn để tôi cuốn lại tôi cột lại cuốn cho nó gọn lại mới được để nè chừng cậu nghỉ hả chưa con chuột nó cắn biết coi nè muốn sức mất rồi nè rất là lâu rồi mấy chục không năm được. Rồi thôi đừng giấu nữa. Ông cụ cắt cái cây sắc lệnh này rất là kỹ. Ăn nè. Ăn đứt hết trơn rồi. Cái sắc lệnh này ông cụ được ban mấy chục năm rồi hả bà cụ? 12 giáp à. Tí sủ dần mà ông tí vậy vậy. Tí nó mua thâu phép đó. À, ý nghĩa chuột chuột ông cắn đó là ông tí ông muốn thâu lại đó hả cụ? Ông lại đó ông thâu phép. Ông tạp tạp ra vậy cho ông thâu cái bầu linh dựa của ông tổ mà nó dám cắn. Vậy là ông tí ông khui miệng của cái quả bầu này ra. Đây là quả hồ lô ông tí ông mở miệng chứ không phải là ông cạp ha. Đây là xích đây anh xích đây ông khui cái miệng ông thâu phép vô à. Ở chuột bắt hoài không hết. Đây là ông Tý, ông mở ông khui trong quả hồ lô này để ông lấy phép lại nè. Thâu phép lại hả cô? Ừ. Ở tu giữ mấy chục năm nay tới bây giờ đó. Dạ. Gặp người ta là bỏ nghèo ngào mất hết. Dạ, cây sắc lệnh mà phải giữ cho kỹ mà. Ông Tý nó còn phá tu nữa thấy chưa? Mà lấy không mà cô cắn nó cạp nó ăn nó làm vậy. Ừ. Rồi nè, lấy khăn cột lại coi. Mấy tóc của ông cụ xe lại một cục to cỡ này mấy chục năm rồi đó cả nhà anh gì bự dữ vậy anh vậy là sao không biết thế cột hả? Hả không biết thế nào cột hả mày là sắp mình là kéo ngoan sao không làm dài dài như hồi nãy quá trời to luôn à. Lấy ra một cái tay đi cho cậu quay phim lấy ra bớt một tay còn một tay rồi. Ừ, đưa đầu tóc lên. Dạ được, buộc lại cho ông cụ, đưa cho ông cụ khỏe. Cho cậu ấy, ừ. Lấy khăn bớt à. Ừ.
nặng quá. Bó sao rồi trong nó cứng đường nó còn mắt mùng nó mắt cái mùng mắt cái mùng chuột nó vô. Hôm trước hình như ông cụ có cái khăn đỏ để quấn lại phải không cụ? Cụ ơi. Ông cụ có cái khăn đỏ để quấn tóc. Ông ngồi quay lại, quay cái lưng ra, cho cậu quay lấy được này. Được rồi bà. Cái con thấy con ở trong đầu tóc ông nè. Con có quay rồi bà cụ, khỏi quay lại. Quay, con quay, có quay rồi. Quay. Ông quay cái phim ở lấy mấy con gọc mấy con khủng được đó. Đó cả nhà coi cái đuôi tóc ra vậy đó. Bốn nắm ông giấu ở trong hết rồi ha, đâu rồi? Nó thấy. Thằng chi ra. Thằng chi là mấy cái đuôi vậy đó cả nhà. Mấy chút nữa. Không có nắm được trong không? Không có gồng khủng leo. Dạ rồi buộc lại cho ông cụ đi bà cụ, để ông cụ cầm mỏi tay kìa bà cụ. Cột lại cho ông cụ đi bà cụ. Lấy khăn cột lại cho ông cụ đi bà cụ. Để với ông cụ cầm lâu nãy giờ mỏi tay cả nhà. Ông ngồi đó ông vịn đi cho cậu quay lấy cái cảnh đó, cái cảnh cái đầu tóc. Dạ đó. Được rồi, để ông cụ cầm một hồi mỏi tay. Lấy khăn cột. Để chừng nào quay chừng rồi. Quay rồi rồi đó bà, để bà để cho ông cụ cầm hồi mỏi tay ông cụ. Để ông đem về một cục ông với ông gồng ông phụ gì vậy. Cậu đi rồi tôi chỉ cho cậu. Cột lại cho ông cụ đi cậu. Cột rồi tôi chỉ cho cậu. Lấy khăn quấn vô tôi chỉ. Chưa, để tôi giờ tôi quay phim tôi lấy đi. Cái cảnh dạ rồi con ấp máy rồi nè, rồi bà cụ buộc nó đi. Để ông cụ cầm hoài mỗi tay cả nhà. Để ông cụ cầm hồi mỗi tay bà cụ.